Các bạn thân mến, kỹ năng thông báo đón khách và ổn định vị trí là một trong những nghiệp vụ cơ bản của MC trước khi bắt đầu mỗi chương trình. Vậy thì với tất cả những người mới, thậm chí có rất nhiều người đã từng đi làm MC rồi, nhưng các bạn lại chưa biết cách định hình ngôn ngữ của mình một cách chính xác nhất, chuyên nghiệp nhất và bài bản nhất. Vậy thì đây là một trong những môn học liên quan đến chuyên môn của nghiệp vụ và nghề MC. Và chúng ta sẽ cùng đến với những phần gọi là chuyên môn. Các bạn biết rằng là cái như thế nào gọi là thông báo đón khách và như thế nào gọi là ổn định ạ? Cái tâm lý đầu tiên của khách khi bắt đầu đến tham dự một sự kiện đó là họ thường hay đứng bên ngoài hội trường để gặp gỡ, để trò chuyện, để check in hình ảnh của mình. Và khi đó họ sẽ làm cho không gian ở phía bên ngoài của cửa hội trường, cửa khán phòng sẽ bị chật và cái việc đi lại đang gặp rất nhiều khó khăn. Cũng như là các bạn cần phải mời khách vào bên trong để ổn định. Vậy thì cái công việc mà các bạn mời khách đứng từ bên ngoài vào bên trong để ổn định, người ta gọi là thông báo đón khách. Và sau khi mà khách của chương trình họ đi vào bên trong hết rồi, thì thường tâm lý là họ sẽ lựa chọn những đối tượng, những người thân sẽ ngồi cùng bàn, cùng chỗ. Và lúc đó họ sẽ bắt đầu những câu chuyện, trò chuyện rất là ồn ào, mất trật tự và làm ảnh hưởng đến chương trình. Vậy thì công việc của MC đó là chúng ta sẽ dùng những ngôn ngữ gì để giới thiệu cho phần này. Các bạn hãy ghi lại những thông tin sau và sử dụng ngôn ngữ và giọng điệu như sau. Thưa quý vị thân mến, mới đầu các bạn cần dùng câu là thưa quý vị thân mến, và sau đó các bạn sẽ nói câu tiếp theo. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng kính mời cái gì? Tức là kính mời đối tượng. Trong trường hợp nội bộ một công ty, các bạn sẽ nói là kính mời toàn thể các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, ban lãnh đạo công ty cùng với toàn thể các anh chị cán bộ nhân viên làm gì ạ? Còn đang ở bên ngoài hội trường, hãy nhanh chóng di chuyển vào bên trong và lựa chọn cho mình một vị trí ngồi phù hợp nhất để tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Đó là những cái ngôn ngữ cơ bản nhất để các bạn sử dụng để mời. Và với ngôn ngữ này, các bạn có thể áp dụng cho tất cả các loại chương trình khác nhau. Và các bạn chỉ việc thay tên chương trình, thay đối tượng mà thôi. Bởi vì đối với những chương trình như khai trương hoặc là những chương trình về hội nghị khách hàng, là những chương trình có rất nhiều khách hàng đến tham dự, thì đối tượng các bạn sẽ nói là quý vị đại biểu, quý vị khách quý, ban lãnh đạo công ty cũng như toàn thể các quý vị khách hàng. Đó, các bạn lưu ý nha, và đối tượng sẽ thay đổi linh hoạt khác nhau. Và tôi xin được nhắc lại một số những ngôn ngữ và kỹ năng các bạn sẽ dẫn như sau. Vâng, thưa quý vị thân mến, và thay mặt cho ban tổ chức hoặc thay mặt cho những người thiện chương trình. Các bạn nhớ nha, một trong hai từ đó. Xin được mời toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý còn đang ở bên ngoài hội trường. Xin mời quý vị hãy nhanh chóng di chuyển vào bên trong, lựa chọn cho mình một vị trí ngồi phù hợp nhất để tham dự chương trình ngày hôm nay. Các bạn sẽ nhắc đi nhắc lại điều đó một vài lần cho đến khi hội trường được lấp đầy và còn khoảng độ từ 5 đến 10 phút thì các bạn sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai, người ta gọi là giai đoạn ổn định chương trình. Với giai đoạn này các bạn sẽ nói như sau. Vâng, thưa quý vị thân mến, và chỉ còn ít phút nữa thôi, hoặc chỉ còn 5 phút nữa thôi, chỉ còn 10 phút nữa thôi là chương trình gì đó sẽ được bắt đầu. Tôi lấy ví dụ đây là một chương trình tổng kết cuối năm đi. Thưa quý vị thân mến, và chỉ còn ít phút nữa thôi là chương trình tổng kết cuối năm của công ty tổ chức sự kiện Văn Minh sẽ được bắt đầu. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị hãy ổn định vị trí của mình để chương trình được bắt đầu đúng giờ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cuối câu thì các bạn sẽ dùng một lời cảm ơn ngắn gọn, đó là xin mời quý vị và cảm ơn quý vị rất nhiều. Đó là những cái câu chốt và các bạn sẽ cần thể hiện cái sự nhẹ nhàng của mình. Và khi đó thì khách họ sẽ ổn định. Và các bạn cũng sẽ nói một vài lần như vậy cho đến khi đến giờ bắt đầu, thì chúng ta sẽ chuyển sang một phần tiếp theo, người ta gọi là tuyên bố bắt đầu. Phần này thì chúng ta sẽ cùng học và theo dõi video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn.